Chào anh em đang xem cái video clip này của mình nha. Thì mình tự giới thiệu mình là Tiến, chủ nhân của kênh Tiến B. Số điện thoại liên hệ với mình 0706 222 435. Thì hôm nay mình làm cái clip này không phải để review giới thiệu sản phẩm, mà có một số cái chia sẻ mình muốn chia sẻ với tất cả anh em về cái cách để mình mua hàng tự vệ ở trên mạng, trên YouTube, trên các trang mạng xã hội. Thì thường những cái nick mà để lừa đảo, để gạt á, thì nhìn vô lúc anh em nhìn vào không biết được đâu. Nhìn vô lúc nào nó cũng thấy ok, nó hoàn hảo hết về tất cả, về giá nè, về cách vận chuyển nè, rồi tất cả những cái comment nó đều hoàn hảo hết. Ví dụ nhưng anh em, như anh em đi soi những cái kênh bán hàng thì thường mình sẽ kéo xuống cái phần bình luận để mình xem cái kênh này có uy tín hay không, coi người ta bình luận ra sao trên cái bài viết. Nhưng mà thật sự những cái bài bị bóc phốt á, đã bị xóa hết rồi, và thay vào đó là những cái bài comment mồi, là của những cái nick ảo comment vô mình đã mua được hàng ở đây, cảm ơn shop, hàng xài ok lắm nha, lần sau mình ủng hộ tiếp. Nhưng mà anh em để ý đây, anh em cứ kéo lần xuống những cái bài viết hay những cái video khác thì anh em nhìn thấy đa số là những cái dẫn những cái nick đó, dẫn những cái tên đó, dẫn comment vô những cái bài đăng khác. Mình nhìn thấy nó hài hài đó, mình nhìn thấy mấy cái nick tuy là như vậy đi, chưa chắc khẳng định là kênh nó lừa đảo đâu, nhưng mà còn nhiều cái nữa để mình phân tích. Thì đó là một cái đầu tiên. Cái đó có thể là do nhiều anh em muốn sử dụng để PR kênh mình lên ha, để PR cái kênh mình lên nó được cho uy tín, tạo uy tín. Nhưng mà mình nên nghĩ như thế này, uy tín thì nên để cho mọi người nhận xét nó khách quan hơn là mình làm như thế ha. Đó là một cái ý mình muốn chia sẻ. Rồi cái thứ hai đó là ship code đồng kiểm. Bán hàng cấm ship code đồng kiểm cho anh em nhận hàng kiểm tra đúng hàng trả tiền, nhưng mà vẫn lừa đảo được, vẫn gạt được. Nói là như thế này thì cái cơ hội lừa đảo kiểu này là 50-50, nhưng mà mình tin chắc rằng mình làm hàng theo mình đoán là anh em bị lừa nhiều lắm. Có nghĩa là khi mình gửi hàng cho kiểm tra trả tiền thì đa số tầm khoảng 60% là anh em không có kiểm hàng, không có kiểm hàng cho em. Tại vì cái suy nghĩ cho kiểm hàng là chắc không có gửi bậy bạ đâu, như có kiểm á thì anh em biết nào gửi hàng cấm cho anh em, anh em đâu có thể nào khui ra mở chân hành ra mà kiểm, anh em cũng kiểm, cảm giác là kiểm sơ sài thôi đó. Chính vì thế nó cũng tạo cơ hội để mà lừa gạt, lừa đảo được nha. Nó gửi không đúng hàng hoặc là gửi hàng gần giống như thế mà không phải hàng của anh em cần đó. Còn một số ít á mà có kiểm tra ra, mở ra kiểm tra mà không phải, rồi gọi cho shop thì shop nó chứ em gửi nhầm, mấy em nó đóng nhầm, hoặc là có một lý do nào đó nhầm thì để gửi lại, xong thì nó không gửi. Đó là cái cách nó như thế. Ship code gửi hàng đồng kiểm kiểm tra cho tiền vẫn gạt được nha, thì nó cứ gửi như vậy đó, ai mở ra kiểm thì trả về thôi, còn không kiểm thì nó gạt đó, như thế. Rồi thêm một cái nữa, khi mà mình muốn mua một món hàng nào đó thì mình nên bỏ ra một chút thời gian để mình xem hết cái video đó người ta nói như thế nào, và có thể mình xem thêm mấy cái video tiếp theo nữa của những cái người bán khác, mình có sự so sánh về giá. Những người nào bán trong cái khoảng giá gần giống như nhau, gần chung chung như nhau á, thì nó cũng, mình cảm thấy cái đó nó cũng được. Thí dụ như có một cái kênh đó nó bán rẻ quá, là mình vô mình hỏi tâm lý muốn mua, thì mình tin rằng những cái mặt hàng tự vệ là những người mà bán rẻ quá, ví dụ như cây súng 2-3 triệu á, thì lừa đảo 100%. Tại vì mình, giá mình làm, mình nhập, mình biết mà, nó đánh vô tâm lý là ham giá rẻ để nó lừa. Anh em mình lưu ý về giá cái phần này giúp mình nha, mình nên so sánh về giá nhiều shop để cho nằm trong cái khoảng cân bằng, gần bằng như nhau, gần giống như nhau thì mới ok. Còn rẻ quá là lừa đảo. Ví dụ cây súng người ta bán 5 triệu, 10 triệu, nó bán 1 triệu mấy, 2 triệu là lừa đảo chắc chắn 100% nha anh em.
Rồi mình cũng có một số cái chia sẻ như thế, mình chia sẻ với anh em. Thì anh em nào có thắc mắc gì hoặc mình muốn mua một cái món hàng riêng về cái mảng tự vệ thôi, của một cái kênh nào đó hoặc của một cái bài đăng bài viết nào đó mà mình không biết, các bạn anh em cũng có thể gọi cho Tiến. Tuy là không mua của Tiến cũng được, gọi cho Tiến, Tiến nhận bắt máy, hỏi mình để mình tư vấn hết á. Tuy là mình không có quen biết, không có nhìn mặt ai, nhưng mà chỉ cần cho Tiến biết cái tên kênh hoặc là cái bài đăng Tiến xem thì Tiến nhìn có thể tính toán được khoảng 80-90% là cái shop đó có hàng bán hay không và có bán thật hay là không đó. Thì anh em nếu mà muốn mua ở cái kênh nào đó mà muốn chắc chắn có thể gọi điện cho Tiến, thì mình chia sẻ trao đổi, tại vì Tiến cũng đam mê lắm. Thật sự là mình Tiến chuyên bán với dòng súng cao su, mình thứ nhất là đam mê hàng về, Tiến nhìn ngắm và đẹp lao bóng, nhìn ngắm sướng lắm, thật sự mình đam mê nên mình muốn chia sẻ với anh em để mua được cái món hàng ưng ý. Không mua Tiến cũng được, mà mua Tiến thì Tiến cảm ơn bên shop Tiến, còn những mua ở shop khác á có thể họ gọi cho mình thì trao đổi với nhau, người này bán được hay không, có hàng để bán cho anh em hay không. Tại đôi khi bên shop Tiến hết hàng, không có hàng thì anh em cần mua ngay lúc đó thì Tiến cũng đâu có ở bạn đâu đó, thì bắt buộc anh em phải mua nhỡ những shop khác rồi đó. Thì anh em cứ gọi cho mình đó, thì mình biết cái nào thì mình tư vấn cho anh em cái đó nha. Rồi mình xin chào và xin kết thúc cái video tại đây. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nha, để và nhấn cái chuông kế bên để mình ra những cái video thì thông báo cho anh em mình xem được ngay luôn. Rồi mình xin chào, xin tạm biệt.